triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2023, Công an các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức đồng loạt ra quân, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng phương tiện nhằm thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm. Bên cạnh tăng cường tuần tra kiểm soát, tiến hành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông như nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ, đua xe trái phép, lực lượng cảnh sát giao thông các cấp còn tiến hành tuần tra xử lý các trường hợp dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, cũng như tổ chức tuyên truyền, tiến hành ký cam kết đối với các đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm các quy định trong dịp Tết Nguyên đán. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến đường nhằm phát hiện và ngăn chặn tất cả các trường hợp vi phạm về các hoạt động kinh doanh vận tải. Qua đó, bên cạnh đó thì lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã tiến hành tuần tra kiểm soát và chú trọng xử lý các hành vi vi phạm như là đón trả khách, bốc hàng, xếp hàng không đúng nơi quy định trên tất cả các tuyến đường. Bên cạnh đó thì lực lượng cảnh sát giao thông của thành phố cũng đã tiến hành tuyên truyền đến các chủ doanh nghiệp có cơ sở kinh doanh vận tải và các tài xế là xe khách tiến hành ký cam kết đối với các đối tượng trên, các cá nhân trên về các chấp hành nghiêm việc các hoạt động kinh doanh vận tải. Sau 3 tuần triển khai đợt cao điểm, đến nay lực lượng cảnh sát giao thông các cấp trên địa bàn tỉnh lập biên bản xử lý hơn 4.100 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tạm giữ hơn 1.600 phương tiện và hơn 2.200 giấy tờ các loại, phạt tiền hơn 3.400 trường hợp với tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện xử lý gần 700 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và gần 900 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ. Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên các tuyến đường, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn và xe chở khách cố định, xe hợp đồng vi phạm trật tự an toàn giao thông.